nó cho con biết nào, tích vô hướng, em nghe tụi con này, tích vô hướng là gì? Tích vô hướng vector A nhân vector B thì bằng độ dài vector A ráp công thức với độ dài vector B tích lại, nhân nhớ thầy là chữ cosine, góc tạo bởi vector A vector B, lý thuyết là như vậy thôi. Nhưng mà khi bài tập á, là tụi con nhớ cho thầy nè, cái bài tích vô hướng của tụi con mà muốn làm cho nó đơn giản, mà cái việc mà tụi con tìm góc nó dễ, là chúng ta phải có chung điểm đứng đầu. Phải có chung điểm đứng đầu. Bây giờ cái bài này là thầy sẽ cho tụi con làm như sau. À, thầy biết đều nha. A B C, thầy dạy theo ý thầy luôn, khỏi làm theo bài tập trong này nha. Tam giác đều là cái cạnh bằng 2, và đã là tam giác đều thì cái góc của mình sẽ là 60 độ. Thì đi thi bài này có cho con ý à. Do đó tụi con sẽ làm đơn giản thôi. Ví dụ như người ta yêu cầu tính vector AB tích vô hướng với vector AC, quá đơn giản luôn. Chung điểm đứng đầu thì nó là đoạn thẳng AB nhân độ dài đoạn thẳng AC nhân cos của góc tạo bởi hai vector này. Tụi con nhìn nè, AB với AC cùng chung điểm A, như vậy nó chính là góc này luôn nè. Và tụi con làm biến, tụi con ghi thầy số 1, nó là cos của góc A1. Rồi thế số cho thầy, AB là 2A, AC là 2A, cos góc này là cos của 60 độ, vì góc này là tam giác đều. Và bấm máy tính thôi, rất dễ đâu con thấy không? Một điểm rất dễ luôn. Và thầy được kết quả là, bấm máy tính nha tụi con, 2A bình, tụi con bấm tính ra kết quả nha. Rồi, nếu đi thi bài này mà nó hỏi khó hơn chút xíu, đó là AB tích vô hướng với CA, thì các bạn không có gì mà phân vân cả. Mình luôn luôn mong muốn là có chung một điểm đứng đầu, nhưng bài này là có chung điểm nhưng mà không cùng đứng đầu. Vậy mình sẽ chuyển nó về đứng đầu bằng cách là giữ một đứa lại AB và AC, rồi con thay bằng vector đổi dấu trừ là vector trừ AC, có nghĩa là trừ ra ngoài, hai đứa này nhân nhau AB và AC. Và tụi con thấy không, nó y chang như bài trên, thấy không? Và mình làm tương tự, trừ giữ nguyên AB nhân AC nhân cos góc A1, và tụi con thế số vô, trừ 2A, 2A nhân cos của 60 độ. Bấm máy tính ra được kết quả là trừ 2A bình. Rồi, ai hiểu bài này rồi cho thầy con số 1. Nếu đi thi gặp những bài này rất dễ. Rồi, ok các bạn nha. Các bạn khác thì sao? Ít thứ vậy? Rồi, ok. Bây giờ thầy tới chỗ chữ G nha. Tụi con nhớ giùm thầy luôn. Tam giác đều mà nó cho G là trọng tâm. Là bài lỡ mà nó khó chút xíu thì... Rồi, rồi trọng tâm thì vẽ ra. Đó, giao điểm của bài được trung tuyến ha. G. Bây giờ nó yêu cầu tính tính phân tích vô hướng của GA với GB đi. Ví dụ thế này đi. Thì tụi con nhớ cho thầy nè, GA với GB thì thứ nhất là mình viết công thức cơ điểm đã. GA độ dài, viết công thức cơ điểm nha. GB độ dài nhân cos của góc, và góc đó là góc AGB. Và tụi con nhớ cho thầy nè, tam giác đều thì góc tạo bởi giữa hai cái đường trung tuyến á, mà cùng chung trọng tâm á, là góc tạo bởi 120 độ nha tụi con. Học thuộc cho thầy luôn, góc này 120 độ. Và GA với GB thầy chỉ tụi con nè, GA với GB mình tính ra, GA với GB nó sẽ bằng nhau nha. Vì tam giác đều tính chất, vậy GA mình hai đứa này bằng nhau nha tụi con. GA bằng GB, nhớ giùm thầy. Và nó bằng cái gì biết không nè? Bằng 2 phần 3. Vì theo tính chất của đường trung tuyến thì 2 phần 3 của đường cao AH của tam giác đều.
Và tam giác đều có đường cao tính bằng công thức là cạnh nhân căn 3 chia 2. Vậy hàng này rút gọn còn lại 2 phần 3 căn 3. À, đó vậy nó là 2 phần 3 căn 3. À, vậy bình phương lên là bằng 4 phần 9 nhân 3 nhân cho A bình có thằng này ra trừ 1 phần 2. Bấm tính ra nha tụi con, đừng quan tâm thầy nha. Và kết quả nó sẽ ra là 4 chia 2 là 2, 9 như vậy nó sẽ là trừ 2 phần 3 A bình. Bài này rất đơn giản. Về nhà coi lại, ở nhà coi lại kỹ và học thầy bài này thật kỹ vào nha. Rồi, như vậy thầy sẽ kết thúc chúng ta ở bài toán liên quan tới tam giác đều. Và bài này ai hiểu rồi cho thầy con số 2 đi nào. Rồi, ok, nhớ thầy là cái góc tạo bởi với hai đường trung tuyến chung cái trọng tâm là góc chĩa ra là 120 độ nhé nha tụi con. Và lưu ý cho thầy đó là cái việc mà chúng ta tính cái tích vô hướng ở chỗ là độ dài của GA, GB. GA, GB là hai đoạn thẳng sẽ bằng nhau và cùng bằng 2 phần 3 của đường trung tuyến hay là đường cao của tam giác đều là cạnh căn 3 chia 2. Ráp công thức cho thầy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới bài tiếp theo. Đó là bài liên quan tới hình vuông. À, thứ nhất thầy cho cái hình này trước đi, cho hình vuông ABCD đi, và này thầy tự ra đề luôn khỏi chip bên kia. Thì cạnh là bằng 2A, hay cạnh bằng A đi, nãy giờ chưa làm chữ A, thầy làm chữ A đi cho nó lại lại chút xíu. Rồi người ta yêu cầu là tính tích vô hướng của AC với AB, đó rất đơn giản. Hoặc là tính vô tích vô hướng của CB với AC đó, làm chúng ta quen đi. Thì tụi con thấy là AB với AC mình kéo lại thì cái chung mình là chung góc A. Góc này bao nhiêu độ được con? Hình vuông thì cái tia phân cái đường chéo này chia ra góc bao nhiêu độ? 45 độ, nhớ giùm thầy nha. Trong tam giác đều thì 60 độ và chia đôi ra tia phân giác nó là bằng 30 độ nha. Như vậy AC với AB thì bằng AC độ dài nhân AB độ dài nhân cos của góc CAB. Và mình có góc này là bằng 45 độ, viết vô cái điểm đã. Và AC tụi con thấy là đường chéo của hình vuông thì bằng cạnh cạnh của mình là A nhân căn 2 và AB của mình là độ dài là cạnh A và rút gọn ra là A bình căn 2 hay là ống tính cosin của 45 độ căn 2 chia 2 và rút gọn còn lại một, đáp án là A bình. Được chưa tụi con? Coi lại thầy nha, không khó nha, thầy làm nhanh để nó kịp giờ. Tương tự người ta cho hai vector này tụi con thấy không, nó không chung đỉnh điểm đầu. Để thầy cố tình thầy đổi có dấu trừ ra phía trước và nhân cho CA và như vậy tương tự là bằng trừ độ dài CB CA nhân cos của góc BCA. BCA cũng là góc 45 độ luôn nha tụi con. Và cách làm tương tự, BC là bằng A, AC là A căn 2, thằng này là cos của 45 là căn 2 chia 2 và rút gọn cũng là A bình và có dấu trừ trừ A bình. Rồi, học với thầy vô đây đủ rồi. Đó, bạn nào hiểu bài này rồi cho thầy con số 4 đi nào. Rồi, lớp mình ok ha. Rồi, như vậy thầy kết thúc video ở đây. Chúng ta đã học kỹ về cái phần tính tích vô hướng của hai vector ở hình vuông và hình tam giác đều. Học kỹ với thầy được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi quay ngược lại học toán số. Đó là tập xác định và parabol.